Xin chào các em, chúng ta quay lại với bài mã số ID là 173 Ở bài toán này thầy minh họa cho phần liên quan đến câu số 73 trong đề minh họa năm 2021 dành cho các bạn sinh năm 2003 Ở bài toán này là bài toán chất béo rất quen thuộc rồi Ở vấn đề về phải xử lý thật nhanh, nhanh như thế nào thì các em phải rèn luyện Ở đây thầy có chất béo là đặt trung bình đi, R trung bình COO tất cả 3 lần C3H5 Người ta thực hiện ở đây rất nhiều thí nghiệm Thí nghiệm thứ nhất là phản ứng với NaOH Thì thu được các muối tương ứng Là C17 HXCOONA Đó C15 H31COONA Và C17 HI COONA Ở đây tỷ lệ mol tương ứng Của thầy ở đây Là 3X Đặt luôn là 3X luôn Quen thuộc rồi 4X và 5X luôn đi cộng với glycerol đó rất quen thuộc các em xử lý luôn khi đặt x như vậy rồi thì kết quả các em bảo toàn ở đây là bảo toàn COO thì thầy có cái số mol này của thầy sẽ là 4x ở đây bảo toàn COO Thầy có bảo toàn OH hoặc bảo toàn gốc C3H5 cũng được đây là 4x luôn thí nghiệm thứ hai là thí nghiệm bơm hiro vào thì nó trở thành no và khi đó các ester trở thành no và khối lượng ở đây thầy có là 68,96 gram Thí nghiệm tiếp theo là thí nghiệm phản ứng đốt cháy với oxy thì oxy cho ở đây là bằng bao nhiêu mol 6,09 đó như vậy bài toán này xử lý như nào để thi hỏi giá trị của m là bằng bao nhiêu này m là bằng bao nhiêu thì phương pháp giải ở đây thầy dùng phương pháp bơm hiro rồi thầy bơm hiro vào nó no này này như vậy mục tiêu thầy phải tìm cái hiro bơm vào là bao nhiêu để sau đó thầy lấy 68,96 trừ đi hero bơm vào thì ra cái khối lượng ban đầu Ý tưởng là như vậy Vậy khai thác là như nào Thì khi nó no rồi ấy Kem được quyền dồn chất COO cắt ra CH2 cắt ra và H2 cắt ra Thì H2 cắt ra chính bằng số mol của hỗn hợp este Chính là chất béo là 4X CO của thầy cộng tất cả các X ở đây vào CO vào thì thầy có là 12X CH2 của thầy bảo toàn C Kem cộng tất cả C trong muối C trong glycerol trừ đi COO của thầy thì bằng đây, đây là 208 x khối lượng của thầy là 68,96 từ đây thầy có phương trình để dễ dàng tìm ra x thì bằng 0,02 đó Và sau khi tìm ra x bằng 0,02 rồi thì thầy tìm ra cái oxy cần cháy cho hỗn hợp sau khi bơm hydro thì oxy của thầy sẽ bằng là 1,5 nhân với lại CH2 cộng với 1 phần 2 hydro đó còn cái CO là không cháy này thì các em thay số vào các em tìm ra được oxy cháy ở cho đây của thầy ở đây đó sẽ là bao nhiêu là 6,28 mol đấy cái oxy này của thầy sẽ vinh với cái oxy đốt cháy hỗn hợp ban đầu đó và oxy của thầy vinh lên nó sẽ bằng là 6,28 trừ đi 6,09 đó các em bấm luôn 6,28 trừ đi sáu phẩy hai tám này trừ đi sáu chín kết quả là không phẩy mười chín mol không phẩy mười chín mol vậy không chín mol vậy nên là do nó đốt cháy hydro bơm vào đây từ đó thầy suy ra hydro bơm vào của thầy sẽ bằng không phẩy ba mươi mol đó đến đây xong rồi các em bảo toàn khối lượng thôi thì m của thầy sẽ bằng sáu mươi các tám phẩy em bấm đi trừ đi 0,38 nhân 2. Kết quả bằng 68,2 bằng 68,2 g. Vậy đáp án này có là đáp án C. rất là nhanh chóng, không có gì khó khăn cả. À, bài toán này quen rồi, các em xử lý thật nhanh.